nè. Đó. Trời ơi, cảm ơn hai người cho con đồ nha. Không có chi. Ý trời đất ơi, quần này của ai vậy nè? Ai cho cái quần rách gì lên trời? Của con á. Cái đồ kia. Ôi, mày cho đồ vậy rồi sao ta mặc? Đó, thằng này ngộ. Xé cái gì? Cái gì mình ấy mình giá lại. May lại cái gì? Đồ vậy nó mới cho nè. Thằng này bởi gì? Không có ăn được của mày cái đồng nào hết trơn thiệt. Thì cái đồ lành lặn mình để mình mặc chứ mình cho chi. Dân này thiệt không có ăn của nó được một đồng nào. Nè, con cái áo này của ai? Nè, tao. Của chú đúng không? Vậy mà cũng nấu con cái gì nè. Trời ơi, trời ơi. Vậy chứ mày có ăn của tao được đồng nào không? Không. Đó thì vậy. Trời ơi. Mày chú cũng như con tao chứ có gì đâu. Trời ơi. Bộ đồ đâu nhiều vậy chú? Đây. Rồi bộ mọi người tính mở thêm nghề mới hả? Bán đồ sida. Không. Làm từ thiện. Làm từ thiện. Ừ. Mấy cái đống đồ này nè, em á là em... Tao không có cần giải thích. Nhìn vô cái hành động là biết trái tim của bé nhân hậu rao. Không có cần giải thích. Đó đi làm từ thiện. Trời ơi, cái đồ gì đâu mà gắt rất thiên ghê vậy trời. Cái thiên ghê là sao? Ý mày là sao? Trời ơi. Sao? Gì vậy chú? Cho ai sao ai bận? Ai mà cho mấy đống đồ này thì không có nhẫn tâm ghê luôn. Không có lòng nhân hậu. Nghĩ sao cho mấy đồ rách để ai mà bận được. Tại cho đó. Tôi luôn á. Mắc cười quá. Rách thì giá lại mà mặc. Anh nỉ dơ thì giặt lại cho sạch rồi mặc. Có đồ mặc là được rồi anh. Đồ cho chứ bộ đồ mua hay sao làm thế ghê vậy? Dạ thôi không sao đâu chú ơi. Cái quan trọng là bây giờ nè, khi nào con đi. Ủa đi đâu? Đi làm từ thiện đó, tôi đi chung, tôi thác tùng mà đi luôn. Chú không thác tùng? Ủa chứ con đừng nói là người ta tới đây, người ta tới tận nhà mình ta lấy nha. Đâu có. Cái đống đồ này con đâu có làm từ thiện. Chứ con xin đống đồ rách này con làm gì? Cái này cho anh Phong mặc nè. Ê, đứng lại. Trời hết rồi. Trời đất ơi. Chị làm gì vậy? Rác ở trong nhà chị xong chị đem ra chị đổ cái chỗ công cộng, cái khu phố làm sao? Anh ngồi đi nãy giờ hả? Trời, tôi ngồi đây nãy giờ, tưởng là tôi đọc báo rồi tôi không đi hả trời? Thấy anh luôn á. Sao không thấy? Mắt mũi tôi giờ này yếu quá, yếu rồi. Anh ngồi đó mà tôi tưởng cái giấy dán tường mà tụi nó bán cái vụ mua bán nhà không á. Trời ơi. Trời đất ơi. Đem vô. Bây giờ dù cho tôi không có ngồi đây hay là tôi ngồi đây gì, cái ý thức hệ của chị cũng phải có chứ. Thì thế đó. Đúng không? Mày đâu con? Đâu? Dạ, chào cô chú đi làm. Trời đất ơi, nhân mày vậy? Mặt thấy gớm vậy trời. Trời. Mùa này rồi mà mày còn giá đùm giá đề, thấy ớn vậy? Trời, thấy gớm vậy? Đồ này bữa chú cho con chứ đâu? Tao cho, là nó chỉ rách thôi, chỉ cần mai lại thôi, còn này giá thêm là sao? Hả? Thôi, con không tin vào cái con mắt mà nghệ thuật của chú. Con, có thấy con mặn đẹp không con? Thấy ghê lắm, thiệt luôn á. Nhìn con còn ghê không ông hai teo nữa đó. Còn gì nữa? Thấy ghê lắm hả? Ừ, thê thảm mà thê lương là bèo bọt dữ lắm. Trời ơi, càng bèo hơn bả luôn á. Thôi, cảm ơn cô chú. Thì vậy ta? Này sao giờ nó thần kinh hay sao ta? Dám ăn mặc vậy mà đi làm được hay thiệt chứ. Vậy nó ai nói gì đồ chồng con đâu chú. Bà nói đó. Làm gì động họng. Mày nghĩ sao mày cho chồng mày ăn mặc giá đùm giá đề mà đi làm vậy mày? Trời ơi. Chú, cái này đâu phải giá đâu, cái này là pháp lệnh bây giờ đó, là tao phải chắc giá vô vậy. Bà nội tao á. Trời ơi. Cái gì? Phát sinh. Sinh gì? Phát sinh là nó phải ra cái phát sinh chứ đâu phải ăn mặc gì mà giá rách mướt gì kỳ vậy. Đây là sinh ương á. Trời. Cô nói mất người ghê, cô nói người ta mà áo cô cũng danh rách cái lỗ nách kìa. Cô giá không hết lời thật. Trời đất ơi. Áo dày mà nó kêu cái lỗ nách hả? Trời đất ơi, cái này trời là cái giác nữ hoàng. Bả mặc cái này để bả quét sân, hiểu không? Nghe chú nữa kìa. Anh coi chú mặc đồ kìa. Chỉ mà ai mai mình lội cái đường chỉ ra ngoài vậy. Con điên. Quê vậy sao? Con điên. Tao mai mỏ mày vậy. Trời đất ơi, cái này cái đường chỉ nó mai vậy đặng cho nó nổi lên cái áo nó đẹp. Đúng rồi, trời ơi. Nó riêng quá ta. Thôi bây giờ tôi nói thiệt á. Cái con này như nó mất định hướng trong cái thời trang hay sao, nói nó không có được. Thôi tôi đem vô tôi đổ lại nha anh. Đúng rồi đó. Làm ơn đi, rác ở trong nhà thì tự mà đổ, đem ra đường đổ. Nghe là em không nghe lời ai hết trơn á. Người ta nói gì kệ người ta. Trời đất ơi, mà cái đồ là thứ khẩu nghiệp đó. Nói xấu người ta. Thứ gì đâu đồ ta mà. Mày mới khẩu nghiệp á nha. Cái khẩu nghiệp của mày giờ nó cao hơn cái tháp Eiffel này đó. Dạ em chào cô, chào chú. Em chào chị.
Anh Phong khỏe không chị? Chết à, chị Phong. Thế nào cũng có cảnh bánh bèo bánh đen là chị. Trời đất ơi, cha này rủi hơi thiệt á. Ê, dạ. Cô kiếm anh Phong chị? Tôi vợ anh Phong nè. Trời ơi, ở đây ai cũng biết chị là vợ của anh Phong hết trơn á. Chỉ có chị là không biết em thôi. Em xin tự giới thiệu với chị, em là Hoa, bạn gái cũ của anh Phong. Chị, biết sao không? Em nghe mọi người nói là nhà của anh Phong dọn về đây thuê nè, ở gần nhà em. Thành ra em qua hỏi thăm. Thôi cô, làm sao? Con á, phải làm cái gì hết sức thê thảm. Tức là chồng con á, bây giờ thê thảm lắm, để cho nó đừng có ý định nó quay lại với chồng con nữa. À, đúng rồi. Ủa sao vậy chị? Nói thiệt với chị là gia cảnh tôi với anh Phong bây giờ khổ lắm chị ơi. Giờ tôi đang có bầu nữa, không biết tương lai gia đình của tôi làm sao nữa. Sao chị nói gì kỳ vậy? Thiệt đó chị, giờ chỉ có mình anh Phong đi làm kiếm cơm qua ngày thôi à. Giờ tôi đâu có làm gì đâu, khổ lắm chị ơi. Kỳ vậy ta. Đó, anh đâu có vậy đâu. Son đậm quá. Lên hình mà đẹp. Vô duyên để cho anh ta nói chuyện, tụi nó đang đánh ghen kìa. Vô duyên. Ủa sao? Cái thằng Phong bây giờ nó tàn lắm rồi, hiểu không? Nó mượn tiền tùm lum hết trơn á. Nó nghèo lắm, nó ở đây thiếu 6 tháng tiền nhà, còn bị đuổi ra luôn đó. Mà mượn tiền ta không có trả, bây giờ nguyên cái xóm này ai nó cũng mượn hết trơn rồi. Sao kỳ vậy ta? Sao từ ngày mà ảnh lấy vợ anh thay đổi nhiều ghê á cô chú. Chứ hồi xưa ảnh quen con á, ngoài gia cảnh của ảnh ra, trên người ảnh có cái gì con biết hết trơn à. Chết rồi. Ảnh giàu lắm. Trời ơi, hồi xưa ha, ảnh quen con á, ảnh chở con đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia, ăn uống xa xỉ, tiền bạc ảnh xài như nước vậy đó. Thiếu điều là ảnh đốt tiền mà ảnh nấu trứng cho con ăn rồi đó. Ê, cô nói gì lung tung vậy? Nấu trứng cái gì? Chết tới giờ rồi. Ảnh là ảnh hả? Lụt cả biết bao nhiêu trứng cho tôi rồi cô biết không? Trời ơi, tiền bạc ảnh dẫn tôi đi chơi, đi mua sắm là thiếu gì? Trời ơi, mày đặt khoe hả? Muốn giật chồng tôi lại hả? Mơ đi ha. Muốn giật chồng ta hả? Ủa, vậy sao hồi nãy nói khác, giờ nói khác vậy? Thì đâu có gì đâu khác. Trời đất ơi, nó dắt lại dắt đi ra ngoài công viên á, chơi thú nhúng rồi đạp vịt ở ngoài á, hiểu không? Còn trứng nó luộc bằng than tổ ong chứ ở đâu ra lấy tiền mà luộc trứng. Bà có chữa nè, rồi bà ốm ngán, bà muốn ăn trứng gà, trứng vịt, trứng cút thì vô giết. Hiểu không? Dạ. À. Ê, cô đi đi, kiếm chồng tôi làm chi? Anh Phong. Qua hả? Lâu lắm rồi mới gặp lại anh đó. Trời ơi, coi nè, từ cái ngày mà lấy vợ. Chị, em mượn chồng chị chút. Trời ơi, coi nè, từ cái ngày mà lấy vợ coi nè. Trời ơi, giá díu tùm lum hết. Thời trang này là thời thượng đó anh. Anh cho em chụp với anh một tấm hình làm kỷ niệm nha. Ê, cô chụp gì mà chụp chồng tôi mà. Một tấm thôi chị. Tại vì ảnh thời trang quá đó, chị cho em chụp một tấm thôi nha anh nha. Nè anh, em chụp em một tấm đây. Anh ơi, biết đâu. Để mất Facebook. Để còn lại gì vậy? Dạ, bánh bèo đáng yêu. Bánh bèo đáng yêu hả? Dạ. Cho các bạn nha. Dạ, các bạn đi trước. Ý, mới đây mà ai đăng ta Tết? Hả? Có hình mày nè Phong ơi. Cái gì vậy chú? Cái gì vậy chú? Mới chụp nè. Nè, dưới nè, nó đăng ta Tết nè. Trời ơi, lâu ngày gặp lại người yêu cũ, thấy ảnh nghèo sơ nghèo xác, rách rưới, làm tôi rất là vui, tôi rất thỏa mãn. Chắc lấy nhầm con vợ, không ra gì, cho nên thành cái mang luôn. Trời ơi, mới đây mình ăn liền ta. Xong. Cảm ơn cô. Thưa cô con về, thưa chú con về. Ủa, sao hai vợ chồng nhìn tôi dữ vậy? Vô duyên, kệ tôi. Cô nhiều chuyện mà đi đi. Đi, từ từ đi chứ. Ủa, bộ chị tưởng em mê chồng chị hả? Chị nhìn lại chồng chị đi. Trời ơi, có đâu chị. Em chẳng qua là em qua để em coi ảnh nhận cái quả báo như thế nào khi mà khi xưa ảnh bỏ em thôi nha. Bây giờ em qua thấy ảnh vậy rồi. Em mãn nguyện lắm chị ơi.
nha. Thôi hai vợ chồng cứ ở với nhau hạnh phúc đi nha, cứ nghèo hạnh phúc, nghèo viên mãn, nghèo vĩnh cửu đi nha anh chị. Em về nha, con chào cô chú. Trời ơi, quỷ, trời đất ơi, quá đáng. Thứ gì đâu vô duyên à? Duyên gì? Em thấy chưa, người ta tới ta xị vả anh kìa. Tự nhiên bắt anh mượn đồ rách làm chi, rồi đi làm ở công ty người ta cười chê, rồi giờ người yêu cũ tới người ta xị vả với mặt anh. Nói ai làm xấu với mặt anh, ai biêu ríu chuyện này. Thằng Phong mà nó bỏ được con này là cũng hên ghê á. Nhỏ này thiệt nó vô duyên dễ sợ luôn vậy đó. Còn mày nữa Mai à? Dạ. Đó mai mốt nha, kinh nghiệm nha. Từ đây cho đến cuối đời á, có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Mày coi tự nhiên mày bị dán chằng dán đụp vô đồ của chồng mày giống như chó đốm, mà thấy thương ghê không? Sợ chồng con lăng nhăng. Lăng nhăng gì đồ khùng. Vợ luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao nhiêu. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì cha xét như hoàng thư. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ra đi chung, qua bao chân đường dài. Vợ dù mai sau, mãi mãi là của nhau. Cái xe đó không ai chạy hết.